Thưa quý vị, tấm lòng nhân ái, bao dung, yêu thương con người đã làm nên giá trị tinh thần lớn lao và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người thường căn dặn cán bộ và nhân dân phải biết thương người như thể thương thân, vì gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Học bác từ nhiều năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là thường niên vận động người dân tham gia hiến máu cứu người. Là Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Ô Chợ Dừa, từ nhiều năm nay bà Phùng Thị Kim Thoa luôn đặt công tác vận động tuyên truyền hiến máu nhân đạo là nhiệm vụ trọng tâm của hội, đặc biệt khi nguồn máu cứu người ở các bệnh viện khan hiếm. Năm nào cũng thế, chúng tôi đều là vận động từ các khu dân cư, các tổ dân phố và các tình nguyện viên của các cái đơn vị đóng quân trên địa bàn như là quân đội này, rồi công an, rồi các cái nhà hàng, mà họ là những người tích cực nhất trong cái việc mà phối hợp với địa phương để mà hoàn thành những cái chỉ tiêu hiến máu. Từ hoạt động tích cực thiết thực của mình, bà Thoa cùng Hội Chữ Thập Đỏ phường Ô Chợ Dừa đã vận động được cả người dân và những cơ quan đơn vị trên địa bàn cùng tham gia. Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị phối hợp với cả Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa, mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của phường Ô Chợ Dừa, vừa là hoạt động đoàn kết của đơn vị đối với cả phường Ô Chợ Dừa cũng như là nhân dân trên địa bàn đóng quân, mang lại cơ hội tăng thêm sức khỏe cho các cá nhân đang có hoàn cảnh khó khăn khác. Là đơn vị kết nghĩa với lại phường thì nên là tôi đi hiến máu. Tôi mong muốn là qua cái hành động này thì tôi sẽ lan tỏa tới cho tất cả các chiến sĩ trong đơn vị tôi để cùng với nhân dân chia sẻ giọt hồng ươm mầm sự sống. Tổ trưởng khu vực nhà tôi mới kêu gọi nhân dân thì tôi đến đây tôi hiến. Tôi hiến được 3 năm rồi, mỗi năm tôi hiến 2 lần. Mỗi lần hiến xong thì tôi thấy sức khỏe của tôi rất khỏe mạnh. Mỗi lần tôi hiến xong thì tôi cảm thấy rất là sung sướng và hoan hỉ vì mình đã gửi lại những giọt máu để chia sẻ yêu thương cho những người cần đến. Tôi cảm thấy tôi làm được gì đấy rất là có ích, nên tôi đã thường xuyên khi đã có những chương trình hiến máu của cơ quan, của phường thì tôi đều cố gắng là thu xếp thời gian để đi hiến máu. Cả hai vợ chồng đều hiến được máu, và trong gia đình mình thì các con mình cũng đi hiến máu. Rất là vui vì mình đã làm được một cái việc mà rất là ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Mỗi năm, định kỳ Hội Chữ Thập Đỏ phường Ô Chợ Dừa tổ chức từ 2 đến 3 đợt hiến máu nhân đạo, mỗi lần thu về hàng trăm đơn vị máu. Hoạt động này không chỉ giúp cứu chữa người bệnh mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam.